giác kiều thu sóng đào ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng đều dòng lòng thành đón du lan. Nhớ kinh hiếu đạo Phật Đà khi xưa thuyết ban, Phật hỏi A Nan rằng: ống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh. Phật đời gian phân qua, xương nữ nam phân hình đâu khó chi. Đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen màu thâm tối. Vì sinh con quyến ra, thân thể suy nên xương thành màu đen. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con 10 tháng cưu mang. Tháng đầu hai đậu tợ xuân, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Nghĩ đến qua xót ngà, thương cha mẹ mình công sanh na. Dường A Nan xin Phật phân bài, báo hiếu có phương pháp mà. Nào Phật bảo A Nan, nghe ta phân trần trước, sao ân cha mẹ thấm sâu, đều trước tiên thái giáo giữ gìn. 10 tháng trường chu đáo ngày đêm, sanh con là thập tử nhất sinh. Chẳng kính mến quên ân trái đất, không xót thương dưỡng dục cổ lao, ấy là bất hiếu biết bao. Thì những người ấy đời nào nên thân. Nước mi môi máu phương rơi, dòng châu dẫn dài lời A Nan cầu xin trên âm đấng Như Lai. Hiếu ân đền chúng con làm gì, cho tròn cho xứng. Thế tôn ngài ấy bảo chư Phật tử, cả nghe lời ta bài khai. Tâm sáng không lời.
sống đêm ngày trong chân niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Dạ hết rồi đó ạ. Vừa rồi thì đoàn văn nghệ thì Quán Sơn đã đưa đến quý vị một bài kinh Du Lan rất là ý nghĩa. Vậy thì dù đã đến đây rồi nhưng Bích Thủy nghĩ là sẽ cần phải giới thiệu lại cô chú để nhớ lại là Bích Thủy là tổng giám đốc Phật đoàn Nông, con gái thứ 9 của nhạc sĩ Bắc Sơn cùng với ca sĩ Hà Châu, giảng viên thanh nhạc, con gái thứ 5 của nhạc sĩ Bắc Sơn, thành lập nên đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn với sự hỗ trợ của tập đoàn An Nông cùng kết hợp với các văn nghệ sĩ nổi tiếng ở thành phố, trong đó có nữ ca sĩ Bích Phượng, con gái nghệ sĩ dân Úc Trà Ôn, nam nghệ sĩ Khánh Tuấn, đóng cải lương nhiều lắm á. Các bạn lên YouTube coi, mà đặc biệt là đóng vai ác không? Các bạn này đóng vai hiền, nghệ sĩ Bình Mập và Á quân tình ca Bắc Sơn Vinh Sang. Một lần nữa đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn xin gửi lời chào thân ái đến quý vị. Bây giờ thì Sang